Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Mục đích của các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 là một ý nghĩa mang nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc, nhằm bày tỏ niềm thương tiếc đối với những người không may bị thiệt hại do tai nạn giao thông, chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình, thân nhân của họ qua đó cảnh báo tới toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông các nguyên nhân và nguy cơ gây ra tai nạn giao thông tại việt nam và trên địa bàn thành phố hà nội đồng thời cảnh báo các nguy cơ nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông từ đó nhắc nhở nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng tổ chức và mỗi cá nhân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông